Đây hôm nay mình ra quầy quầy cá đi đi của anh Tuấn. Anh Tuấn nuôi rất là nhiều dòng cá ha. Thì sẵn đây mình sẽ hỏi thăm anh Tuấn về cái môi trường nào mà thích hợp để nuôi những con cá này, là gồm có nước giếng nè, nước mưa với lại nước cây á, nước bông tên đó anh. Thì nước đó là mình xài nước cây thì nó cá nó đẹp hơn. Nước cây thì cá đẹp hơn. Nước cây mà xả để cho nguội, đừng để nóng nha. À. Có nghĩa là nước nào nó uống được chứ? Nước nào nó uống được chứ, mà đừng có nước cây đừng có nóng được rồi. Là con cá nào cũng dưỡng, dưỡng cá phướng, cá beta, cá li thi gì, con nào cũng chịu vậy hả? Con nào cũng vậy chứ, nước nào cũng được chứ. Nước nào cũng được. Dạ, mà đừng cho, thứ nhất là cho hơi tẩy. Tẩy? Dạ. Ủa nhưng mà nước cây thường lo nhiều, anh cà lo nhiều. Dạ, lo để miếng muối vô. Muối hả? Dạ, mà muối ớt hả, muối hột? Muối hột quá, đừng nó ớt, nó mặn dữ lắm. Muối ớt vô là nuôi được hả? Muối cục quá, muối cục. Dạ, đừng để muối gió. Tại vì em thấy thường thường á, nước nhà ví dụ như mình nấu mình uống á, mình chưa xử lý mình thấy rồi bờ gơm hay lo gì đó, lo nó nhiều, hôi. Nó hôi á, lo nó xử lý nhiều quá. Để đừng có để nước hôi được rồi. Là mấy con cá li thi này con nào nó cũng chịu vậy hả? Con nào cũng chịu chứ. Tại mình để cái nước cây nè, con cá nó trong nó đẹp, còn cái nước sông á nó đục ngầu, nó cá không thấy cá. Thì... nước sông, nước mưa, nước giếng, nước cây, mà nước cây là ok nhất. Dạ. Giờ dạ, thường người ta nhà nào cũng có nước cây chứ. À. Ôi rồi nước mưa nuôi được không? Nước mưa nó bị ghẻ không? Nước mưa thì nó tốt. Có bỏ muối gì không? Có để cục muối vô. Cá nó thì ít hay nhiều, bỏ nhiều chắc là mặn chết luôn. Dạ cục không à. Bớt thôi hả? Dạ ít thôi, cục thôi. Đó, thử anh chia sẻ về môi trường nước đó đây, mình sẽ bỏ một tí muối vô mọi người. Ghê gì để cục muối được rồi. Mình thường mua hổm nhiều khi mà nuôi con cá thì đang nuôi thì cái mình chuyển qua môi trường khác sợ nó bị ghẻ. Dạ cũng không nhầm gì đâu, nước bị cầu nước nó trong mà nước nó sạch là được rồi, đừng nước dơ được rồi. Sạch rồi. Mình thay nước hoài con cá nó mau lớn lắm, nó yeah. Cá lắm. Dạ. Yeah. Dạ. Nước sông cũng được. Nước sông cũng được nhưng mà nó đục đục nhìn cá nó không có thấy. À. Giờ thường là nó xài nước cây nhiều. Là mấy con cá li thi này là dạng cá này cũng dễ chăm đây sóc. Đây cũng xài nước cây luôn nè. À. Mà vậy keo nó trong. Dạ. Trong vắt. Con cà rem. Quá thì cá luôn. Này dòng phướng, dòng beta với dòng sim. Hôm nó hỏi mấy đứa nó hỏi nhiều câu mắc cười lắm. Gì cá li thì sao gọi là cá li thi sao gọi là. Thi là kêu đi. Tôi dạy tôi cột nhìn mất lý. Phướng, cá sim. Còn đó mình không có vụ mà beta chứ bây giờ có beta chứ chưa có beta đâu. Là cá li thi là sao? Không hiểu luôn. À, em cũng không hiểu luôn là con cá li thi là tên sao? Là tên gọi chung của mấy con cá này. Hắc ngon. À. Cá phướng, cá sim. Bữa nay nó hỏi sim đỏ. Bữa nó hỏi em mắc cười. Bây giờ ra mấy cái vụ mà beta chứ hồi xưa có đâu vụ beta đâu. Đúng rồi, giờ nó lai tạo nhiều cá. Lai tạo nhiều. Hồi đó mình còn cá sim, như cá phướng là ngồi đó. Cái độc. Ôi nó tan học rồi đó. Dạ. Tầm 10 giờ 50 hả? Nghe chuông. Giờ beta, Nemo, Galaxy, Fancy, tùm lum hết trơn. Xin tan. Đó, ngoài kia anh Tuấn anh bán cá ba đuôi nè, cá chép nè. Rồi cá bữa nay có chép bảy màu đồng nữa kìa. Bên kia có nguyên một cái thau cá hạt lụ gì đó. Rồi còn cái con 33. Cô bà anh Tuấn có bán này, anh Tuấn có bán thức ăn nữa chứ. Rồi nó bò lên, nó được bò lên để cái chừng mấy con này đúng không? Thấm con màu đen đậm gì là con trống hả? Trống, con nào đậm là trống, con nào gặp mái. Cái mèo nuôi con bông bông. Bông bông. Hôm nay có chị chơi. Vì bữa nay anh Tuấn ở tới 2 giờ luôn. 2 giờ bán thử bữa kìa. Nguyên cái thào có cá máy kìa. Trong máy lọc ra. Sọt sọt quá. Còn sọt. Đây coi học sinh hết ăn rồi chưa ta. Thì Vinh rước kìa. Ồ ra kìa. Trời ơi cái máy này giống như cái máy mấy ấy vậy, mấy chạy oxy hả? Có ba đuôi đen hồi lùi. Ba đuôi đen hồi lùi luôn.
đẹp quá ha. Thấy chị nè. Trân châu hạt lựu.